Có đi khi nào đi từ sáng tới chiều không? À, không đi từ sáng tới chiều, đi từ tối tới sáng thôi. Đến với em đêm 30, còn đêm nào vui bằng đêm 30. Anh nói với người phụ quen đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Nhà gái giới thiệu cho mình nha. Chào MC. Dạ. Chào khán giả trong trường quay. Mình xin giới thiệu, mình tên Trần Thị Thu Đông, 50 tuổi, ở quê Đồng Tháp. Dạ, chị Đông hiện tại là đang làm công việc gì ạ? Buôn bán. Rồi, mời anh. À, cảm ơn. Chào Nguyễn Linh. Dạ. Chào Ngọc Lan. Xin chào bạn gái bên kia. Xin chào bạn các vị khán giả đang làm trường quay. Tôi là Ngô Hữu Lành. Mình tên thường hay thường gọi là Tuấn. Tôi sinh năm 1959. Quê thì Thừa Thiên Huế. Sanh thì Hà Nội. Giờ là ở Sài Gòn. Nó gọi là người của ba miền. Anh Lành là làm công việc gì? Tức là tôi cũng là một thợ điện, nhưng mà tôi là tự do. Ưu điểm và khuyết điểm của mình là gì anh Lành? Có lẽ là cái ưu điểm thì ít hơn khuyết điểm. Tôi là một người cũng năng động và đa hệ. Có nghĩa là bất ở đâu trong cuộc sống tôi đều sống được hết. Và thích nghi được mọi môi trường, mọi vùng miền. Và tự sống tự lập chứ không có phụ thuộc ai hết. Dạ. Còn khuyết điểm thì cũng có một vài cái thứ ham chơi, tức là đôi khi cũng thích hát hò đi uống rồi hút thuốc gì đó, nó cũng là một vài tật xấu là cũng có chứ phải không? Rồi, mời nhà gái. Dạ, mời nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình ạ. Ưu điểm thì thẳng thắn, vui vẻ, hòa đồng. Khuyết điểm thì ưa quên. Ưa quên. Có khi nào chị quên luôn hết khuyết điểm của mình không? Không có. Rồi, nhà gái của tụi em cũng đơn giản bình thường như mọi người thôi. Dạ. Chứ không có gì đặc biệt. Bây giờ chúng ta nói một chút xíu về tình trường của mình đi. Đúng rồi. Dạ, nhà gái là bao nhiêu mối tình rồi? Nói chung là có ông xã trước là hai đứa con, rồi ổng bị qua tai nạn á. Dạ. Năm nay 11 năm. Ở vậy thì buôn bán lo cho con. Chứ vợ rồi được ba đứa cháu. À dạ. À, rồi bây giờ hiện nay mình ở với ai? Thì mình ở nhà với con thứ hai đó, thì mình buôn bán mà. Mẹ bán con bán. Rồi, tình hình nó là vậy. Còn tình hình bên anh Lành sao nè? Tình hình giờ cũng là ly hôn rồi. Dạ. Nhưng mà tôi cũng được hai đứa con. Dạ. Và cũng là mới lập gia đình hết cả rồi. Dạ. À, cũng là lên chức ông nội rồi đó. Rồi hiện nay anh ở với ai? Thì giờ tôi ở một mình thôi. Rồi bây giờ thì anh muốn tìm gọi là cái người cùng nắm tay mình đi trên cuộc đời này là như thế nào anh? Thì nó thực ra thế này. Cái cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi thì người ta không muốn là đổ vỡ tiếp đâu. Ai cũng muốn là có một cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Nhưng tôi chỉ cần muốn là sao? Một cái gia đình biết chăm sóc nhau. Vì tôi biết chăm sóc và cũng muốn biết người kia biết chăm sóc lại. Hiểu nhau mà sống. Trong cuộc sống thì ai cũng có công việc riêng. Ai cũng có thể làm ra tiền. Và ai cũng có thể biết cách làm ra tiền, biết cách tiêu tiền. Như vậy là được. Hợp lý. Vậy thôi. Anh chia tay vợ lâu chưa? À, cảm ơn, thì tôi cũng được 4 năm rồi. 4 năm rồi. Thì cũng có giấy xác rồi, giấy tờ đàng hoàng, thì chương trình cũng làm chương trình rõ ràng. Dạ đúng rồi. Khi lên chương trình bắt buộc phải có điều kiện đầu tiên đó. Đúng rồi. Nói chung là hai người cũng lớn tuổi rồi, cũng đủ để quyết định nên mình cũng nói nhiều ha. Bây giờ quan trọng là hai người gặp nhau thôi. Còn chị thì tiêu chí của chị tìm một người tri âm tri kỷ thế nào? Thì nói chung là ngoại hình thì cũng không có quan trọng, mà chỉ là đạo đức thôi. Đạo đức biết thôi. Chia sẻ. Bên đây chỉ cần chăm sóc lẫn nhau, bên kia cần chia sẻ là được. Mình đi với ai vậy chị? Đi với bà chị họ. Bà chị hả? Rồi chị thấy sao nè? Trước tiên là xin chào hai MC Quyền Linh và Ngọc Lan, và chào tất cả khán giả trong trường quay. Chào chị. Tôi là chị họ của Thu Đông. Thì theo tôi nhận xét thì tôi thấy trường hợp của anh bên này thì là anh cũng có chín chắn mà có cái suy nghĩ cũng rất là tích cực. Thì thôi, hai người khi mà về già thì tất nhiên là phải chăm sóc cho nhau. Nhưng cho tôi hỏi một điều là, thí dụ hai người về với nhau rồi tiền ai giữ ạ? Thì bây giờ cái nguyên tắc chung thì để như phụ nữ giữ. Rồi khi nào cần việc gì thì cũng thông nói chuyện với nhau. Thì như chuyện lớn thì là bàn chuyện lớn, mà chuyện nhỏ thì thôi, thì có thể là mình cứ đưa phải phép rồi cũng lại cho lại thôi. Đúng không? Cái gì làm sao để cho nó đi ra giữa đường hay có tiếp xúc bạn bè, nó có một cái mối quan hệ nào đó. Vì trong công việc của tôi nó cũng rất đa dạng. Đôi khi kiểu bạn bè hoặc là cái công trường này nọ nó cũng phải có như vậy. Thế thành ra là nếu mà hai bên thông hiểu nhau được thì quý thôi. Vâng, thì tôi cũng, chị em cũng có thảo luận với nhau thì cũng có nói là tiền bạc thì tất nhiên là người phụ nữ giữ, là tại vì người phụ nữ là phải đối nội đối ngoại rồi lo tất cả các công việc.
nhưng mà cũng phải chừa một phần nào đó để người đàn ông đi giao lưu ở phía ngoài, thì tất nhiên là như thế. Nhưng mà mình muốn thống nhất một chỗ là có nghĩa là mai mốt về không, đó tại vì hai người không phải là từ nhỏ để lớn lên yêu nhau, mà hai người là hai mảnh, hai cái cuộc đời người là vá víu lại với nhau, thì tất nhiên là phải từ ngay từ đầu mình phải có một cái quyết định rõ ràng. Thí dụ anh hứa như thế thì khi về sống với nhau thì nó như thế, cho nên là chắc chắn cái cuộc sống mình sau này đó. Và theo chị thấy thì có lẽ hợp á. Thôi theo chị nghĩ là em nên bấm nút. Giả sử thí dụ ảnh không bấm nút thì cũng không sao hết á. Cái mẫu người mình chọn đúng ý là mình cứ bấm nút thôi. Mình tôn trọng quyết định của mình thôi. Xin cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn chị. Rồi, chị. Anh làm đi với ai? Cảm ơn, tức là định đi một người bạn, nhưng mà đến giờ cuối cùng thì là bạn lại bận việc đó, không đi dạ, được. Không sao. Thành ra là thì có dơ dơ là tôi quyết định là chính. Dạ. Bây giờ thì thôi mở rào thôi để hai người tự quyết định ha. Mở rào. Bắt đầu đi anh Lành. Bên kia là Thu Đông. Nghe có vẻ lãng mạn ha. Tức là trời lạnh mà Thu Đông thì là Tết thì rất đẹp. Cảm ơn anh. Quà tặng anh. Cảm ơn. Gặp nhau mình giao lưu âm nhạc chút xíu đi. Rồi cái đúng mình cho nói đỡ chuyện căng luôn. Thẳng đi. Đúng rồi. Thế thì cũng xin phép với chương trình, đây là với nhà gái rồi với quý vị khán giả, thì cũng xin một bài một đoạn nào đó đi. Rồi. Của cái bài Chờ Đông. Em mới có phải ngoài trời đang mưa, em mới có phải trời đã sang đông, ngoài kia giá băng anh đang tìm, mùa đông ai ơi anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Xin phép như vậy. Cảm ơn. Nhưng mà thế này đó, thế này, thế này này, cái bàn tay rất lạnh, tay em lạnh để cho tình mình ấm, môi em về cho giấc ngủ em thơm, sao giao thừa xanh trong đôi mắt muộn. Trời sắp tên hay lòng mình đang tên. Chị Thép. Ngoan anh. Chị Thu Long có hát tặng lại không? Không, em không biết hát. Rồi, thôi bây giờ mình nói chuyện với nhau đi. Cả cuộc đời mới gặp nhau lần đầu tiên đó, cảm nhận thế thì, nào? Nói thẳng ra là tất cả đều có một gia đình nhưng mà có đổ vỡ rồi ha. Thì cái gì nếu mà mình đến được với nhau thì đó là trước mắt là phải có một sự tìm hiểu nào đó rõ ràng. Thứ nhất là thôi thật xấu, anh nói thẳng là nó thôi thật xấu nhiều lắm, nhiều sao giỏi, nói là nhiều nói chung là nó tương đương nhau vậy. Công việc thì nhiệt tình, kiếm biết kiếm tiền, biết xoay sở, biết giao tiếp cuộc sống nhưng mà đừng có những thói hư, có thể là do mình tự do quá, không có cái sự kiềm dọa lại. Tật xấu của anh á? Tật xấu hả? Dạ. Yeah. Ăn nhậu? Nhậu nhiều không anh? Cũng biết uống, gọi là biết uống được rồi. Có đi khi nào? Đi từ sáng tới chiều mà. Không đi từ sáng tới chiều, đi từ tối tới sáng thôi. Nói cho vui vậy, thế là biết ăn chơi, biết tiếp xúc nhưng mà có chừng mực, vì nói thật là cái gọi là người mà lao động mà công trường, bạn bè với nhau thì cái cuối tuần chẳng hạn như vậy, hay cuối ngày có những cái gì mà có cái lộc thì anh em cũng chia sẻ nhau, thì uống một vài chai vì nó vui vậy thôi, uống bia thôi chứ không uống rượu. Dạ, nói chung là bữa nay thì ai cũng có bạn bè với có công việc thì mình tiếp xúc thì mình uống vừa mức độ thôi. Nhiều khi lắm em cũng đêm cũng uống mà. Dạ. Thêm xin lỗi bên gia đình, bên nhà gái đó thì có ai biết uống rượu gì hay là phục rượu gì không vậy? Tôi sợ lắm, nhiều khi về nó nghe về Đồng Tháp hay miền Tây là uống rượu sợ lắm. Không có đâu tùy hả, nói chung là bên dòng họ cũng ít có ai uống rượu uống bia, tắm tiệc thôi. Tôi hy vọng là trong quá trình quen nhau thì có thể biết, thì có thể có một dịp nào đó về quê chơi được, thấy không? Bây giờ là Thu Đông là đang ở quê Bến Tre hay là Đồng Tháp? Em ở Đồng Tháp à. Đồng Tháp, trúng tủ nữa rồi đó. Tôi thích về Đồng Tháp lắm, thích chuột lắm đó. Tôi nói chung thế này, mỗi người đều có công việc riêng, ai cũng có thu nhập riêng, thì anh cũng không muốn động chạm vào những cái kinh tế của em hoặc như vậy. Nói thẳng ra mình song phẳng với nhau, nhưng mà có được làm những gì đó thì làm sao chia sẻ cho nhau để cho nhau biết, chứ còn không can thiệp. Nói thì có những việc lớn cần can thiệp, tức là giúp hai bên, cần hỗ trợ hai bên thì nói với nhau một tiếng, ví dụ như vậy. Còn mình đến được với nhau hay không nữa là do cái duyên. Đúng rồi. Cái nợ. Bây giờ anh Lành bước tới nắm tay Thu Đông ha, để mình giao lưu chút xíu cảm xúc đó. Đó. Xin phép. Nắm hai tay Thu Đông luôn. Đó. Em cảm nhận sao khi cái bàn tay anh? Chứ mới gặp thì đâu có phải mà cảm nhận yêu đương liền, thì thấy cảm nhận bàn tay lao động nó thế nào?
Tại vì em run. Đâu gì run, mình nói chuyện với nhau bình thường cái gì đó mà run đâu hả? Biết cái gì mà sao lên nó run chứ. À. Anh Lan hỏi vượt qua chính mình, giống anh Linh nó vượt qua chính mình. Anh Lan hỏi khoảng bao lâu thì mình có thể đến với nhau được? Vậy đúng rồi, bây giờ anh đã mượn cái lời của bài đó. Anh đến với em đêm 30, còn đêm nào vui bằng đêm 30. Anh nói với người phụ quen đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Như vậy có được không? Thế anh sẽ xin đường về, anh sẽ xin được những lá vàng về để làm bằng chứng là anh về. Có khi nào anh có thể có điều kiện đến ghé về Đồng Tháp được không? Thì có chứ, có gì đâu, bình thường chứ sao đâu. Thế là chút nữa mình xin số điện thoại nhau. Rồi anh sẽ cố gắng liên hệ sớm để có gì mình nói thẳng với nhau. Không còn gì cả. Nhưng bây giờ đây, mình giúp được nhau được thì cứ giúp. Yeah. Ok. Rồi thôi về ghế thôi. Mình đưa ra quyết định cuối cùng nào. Đây là một cái trường hợp mà phải nói là hai MC không có phải nói nhiều. Ủa, bởi sao vì vậy? Hai anh chị đã đủ cái chín chắn để mà biết mình cần cái gì ở đối phương và mình cần cái gì cho cuộc sống của mình, cho nên là ở đây hai MC là không nói, dám nói luôn á. Anh lớn mình đâu dám nói. Dạ mình không dám nói, cũng dám khuyên gì hết. Cho nên là thôi bây giờ thì hai anh chị cứ cảm nhận lại những gì mà chúng ta đã trao đổi với nhau để mà chúng ta sẽ đưa ra một cái quyết định cuối cùng sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan ha. 1, 2, 3. Đào bấm. Chính thức chúng ta hẹn hò với nhau nào. Hãy nắm tay nhau. Một nụ hôn đầu tiên đánh dấu ngày gặp mặt. Một run lắm. Dạ, hôn cái hết run nè. Run quá. Dạ. Em nắm tay cho chị bớt run để cho anh hôn chị một cái nè. Xin lỗi chị. Trời ơi, kêu luôn. Hỏi thì đừng có nhắc tới nữa. Dạ. Hỏi thì được không? Tôi hỏi trước. Hỏi thì để suy nghĩ lại ạ. Hỏi thì suy nghĩ hả? Bây giờ ai giới thiệu về mình? Dạ, em chào MC chị Ngọc Lan, chào anh Quỳnh Linh và chào quý vị khán giả. Rồi, chào em. Dạ, dạ em tên là Phạm Thị Khởi, em sinh năm 1993, em làm nhau sĩ và hiện tại em đang ở quận 10 ạ. À, mình làm việc ở đâu? Dạ, em ở quận 10 luôn đấy ạ. À, ở quận 10 và làm việc ở quận 10 luôn, làm nha sĩ ạ. À. Quê ở đâu Khởi? Dạ, quê ở Gia Lai ạ. À, quê Khởi Gia Lai. Dạ. Mời em trai. Dạ, cháu chào chú Quỳnh Linh. Em chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và tất cả quý vị khán giả đang trong trường quay và khán giả theo dõi cái chương trình qua màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là La Văn Hội, em sinh năm 1994, em đến từ tỉnh Đắk Nông ạ. Và công việc hiện tại của em là điều phối dự án sốt test tại tỉnh Gia Lai ạ. Rồi bây giờ nhà gái là có ưu điểm, khuyết điểm như thế nào? Chia sẻ cho mọi người biết nào. Dạ, em thì mọi người cho em là nhanh nhẹn, hoạt bát, làm việc thì có trách nhiệm. Có khuyết điểm thì không biết nấu ăn đó. Thật ra thì cái cũng không có quan trọng lắm đâu. Dạ. Để coi bên kia có biết nấu ăn không để bù trừ. Còn nếu mà không biết luôn nữa thì tôi xử cho. Trời, dễ ẹt, không biết nấu ăn mà biết đi mua đồ ăn là được rồi. Ừ. Được không? Tao biết mua chỗ nào ngon là được rồi. Hồi sao nè, biết nấu ăn không? Dạ, thưa chú là cháu có biết ạ. Cháu biết. Biết nấu ngon không? Dạ, cũng tạm được ạ. Dạ. Tạm được hả? Dạ, tại vì trước đây là cháu có từng đi làm phụ bếp rồi ạ. Ôi trời ơi, hay quá. Vậy là hợp lý rồi đó nha nhà gái. Dạ. Hội có ưu điểm gì? Dạ, thưa chú là cháu có ưu điểm là trong cuộc sống thì cháu là một người hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ, là giúp đỡ mọi người. Thì về trong công việc thì là cháu cũng là có chí cầu tiến, lắng nghe, học hỏi và cũng là giúp đỡ mọi người trong công việc ạ. Hay quá. Dạ. Về điểm yếu của cháu thì cháu hơi rụt rè trước đám đông ạ. Rụt rè trước đám đông là chừng nào gặp đối tượng kìa, chứ không gặp đối tượng chắc cũng không rụt rè đâu đúng không? Dạ vâng ạ. Bên đây mời nhà gái. Bên đây hòa đồng hoạt bát cho nên gặp bên đó rụt rè thì không sao, bên không đây sao, làm đúng được không? Rồi đường tình duyên nhà gái sao, kể cho nhà trai nghe chút coi. Dạ thì em có hai mối tình ạ. Mối đầu tình đầu tiên là một năm thời sinh viên ạ. Còn mối tình thứ hai thì là kéo dài được 3 năm. Nhưng mà sau đó thì do khoảng cách địa lý và một số tính cách không hợp nhau là chia tay ạ. Mình chia tay lâu chưa em? Dạ em chia tay 2019 ạ. Dạ. Rồi bên đây là chia tay từ 2019 tới giờ là 4 năm rồi. Rồi hỏi sao? Dạ, cháu là cũng là trải qua hai mối tình rồi. Hai mối luôn. Mối tình đầu tiên là kéo dài được
khoảng 1 năm. Sao chia tay? Dạ, tại vì là gia đình nhà bạn đấy là điều kiện kinh tế là tốt hơn nhà cháu, nên là giống kiểu là không tương xứng, nên là cháu là tạm là cháu chủ động chia tay ạ. Kỳ vậy, người ta không có coi chuyện đó quan trọng mà sao mình quan trọng chuyện đó? Dạ, rồi mối tình thứ hai là hồi đi học y sĩ ạ. Dạ, thì hồi đấy là học chung rồi cũng là không có công khai. Xong rồi lúc mà đi thực tế cộng đồng thì là cháu đi một nơi, bạn đấy đi một nơi. Và khi tốt nghiệp thì bạn đấy là lập gia đình luôn chú ạ. Đúng rồi, mỗi người nơi mà không quan tâm chăm sóc người ta, ta lập gia đình chứ còn gì nữa. Nói chung là hai mối tình không có thấy mối nào coi được chút xíu nào hết trơn. Chào nhà trai. Em chào chị ạ. Nó nghe nè, mình quen người ta, ví dụ mình thấy điều kiện mình không có bằng thì mình có thể chia sẻ hay như thế nào đó. Chứ tự nhiên không có mình chủ động mình chia tay tội nghiệp gái người ta. Biết đâu người ta thương mình thiệt là ta sao? Thương mình thiệt biết thì đâu sao? Gia đình bên kia cũng thương mình thì sao? Đúng không? Dạ. Nên là cái đó là kinh nghiệm nghe, mai mốt là mình không có được tự ti về những cái việc đó. Rồi bây giờ nói cho chị Lan nghe đi, bây giờ chuyện cũ mình bỏ qua đi, bây giờ nói tới chuyện mới nè. Bây giờ mình muốn có một cái người bạn gái như thế nào nè? Dạ, em thưa chị là em cũng là muốn là em sẽ tìm được một mẫu bạn gái như là biết quan tâm, lo lắng cho gia đình. Dạ, như vậy là được rồi ạ. Thật ra là phụ nữ ai cũng quan tâm chăm sóc gia đình hết trơn á. Mình phải đặt coi đàn ông mình có quan tâm chăm sóc gia đình hay không. Đúng. Thì phụ nữ họ sẽ quan tâm chăm sóc gia đình thôi. Dạ. Đúng không? Cái điểm gì ở người phụ nữ là em không thích? Em không thích bạn nữ là có hình xăm ạ. Hình xăm? Dạ, có xăm hình. Dạ, không có xăm hình đâu đúng không? Không có. Bên đây là không có xăm hình. Đó bề ngoài thôi, biết đâu ta xăm chỗ mà không nhìn thấy. Thì chỗ nào tôi thấy thì tôi nói là không có xăm đó. Không phải hỏi đàng hoàng. Dạ. Ủa nhưng mà tại sao mình không thích xăm mình là sao? Dạ. Xăm có ảnh hưởng gì không? Cái tính của cháu là giống như kiểu là hơi cổ hủ một chút đó chú ạ. Quá đi. Chị Lan nói cho nghe, bây giờ có mấy cái hình xăm dễ thương lắm. Chen lớn mập mạp mà chen lớn quá trời quá đất. Wow. Mấy cái hình xăm dễ thương lắm, xong con bướm bướm nè, hay là cái gì đó nhỏ 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 trên cái tay cũng dễ thương lắm. Yeah. Nên thí dụ mà lỡ mà cô gái mà có cái hình xăm nhỏ nhỏ vậy thì không sao. Yeah. Mình phải nhìn nó với một nét đẹp. Dạ vâng ạ. Dạ. Ta đâu có xăm nguyên đại bàng trên lưng đâu. Nói chung á, hiện nay á, tattoo á là một trong loại hình nghệ thuật. Nghệ thuật. Đúng. Đem cái đẹp mới hiện đại, đừng có xăm cái gì nó tầm bậy tầm bạ. Còn em là thích mẫu hình lý tưởng nào? Dạ, em thì em thích một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Về công việc thì sẽ có luôn luôn có chí hướng về tương lai. Trời. Dạ. Và luôn luôn tiến thủ chứ không có không có lùi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cũng không cần quá đẹp trai đâu ạ, cũng dễ nhìn là được ạ. Dạ, mặt đừng có dữ quá. Mặt không có dữ quá. Dạ. Tướng cao ráo được không? Dạ được ạ, càng tốt ạ. Rồi, tóc tai quăng rồi để dài thì kia được không? Dạ, tóc tai thì gọn gàng là được, không có hói. Bên đây là gọn dữ lắm. Bên kia quá gọn luôn ạ. Hói thì đừng có nhắc tới nữa. Dạ. Hói thì được không? Tôi hỏi trước. Hói thì để suy nghĩ lại ạ. Hói thì suy nghĩ hả? Hói mà thông minh. Thôi mở rào ra thấy dạ, người ta dạ. Đẹp trai một cái là bao nhiêu cái định kiến về hói hay không hói là bởi tan biến hết. Đàn ông yêu cầu chi không xăm không xiết, rồi ta yêu cầu là ta không thích hói đó. Vừa lắm. Yêu cầu qua lại vậy đó. Thôi được rồi, bây giờ hỏi người thân coi sao. Chàng trai đi với ai nè? Dạ thưa chị và chú, hôm nay em đi tới chương trình này là cùng với mẹ và cậu ạ. À, có mẹ cậu luôn. Dạ. Rồi, mời mẹ với cậu nào. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Rồi, xin chào em. Dạ, em hâm mộ anh trong phim Đồng Tiền Sương Máu. Trời ơi, fan cứng. Hôm nay rất là vui được gặp anh. Dạ, chào chị Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan thì em nhớ hình như là bộ phim là Giấy Trọ Có Bốn Cô Chiêu đúng không ta? Dạ, dạ. Cảm ơn ạ. Dạ, em thì hay xem trên truyền hình thôi. Em từ Tây Nguyên xuống. Xin chào bên nhà gái ạ. Em là cậu của hội. Hội thì nhà thì còn mình nó thôi. Nhà hai anh em thì anh lấy vợ rồi thì nó mong muốn là một người là lo cho gia đình thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Còn về bạn nữ bên này á, nhận xét của cậu thì tại vì cậu là ít khi khen người ta đó, kể cả phụ nữ cậu cũng ít khi khen lắm. Là con biết mà, cậu thấy là ok. Cái tiêu chuẩn của gia đình mình thì đầu tiên là hiền. Cậu thấy bạn bên này là cũng hiền đấy. Cho phép cậu hỏi một câu nha. Dạ. Tức là con đã bao giờ mà quen một người dân tộc chưa? Quen ở đây là yêu hay là quen biết thôi ạ? Là
mình tìm hiểu là đã yêu nhau chưa hay là đúng rồi, tức là xác định không, xác định trong đầu óc là đã có từng quen một người dân tộc, đã có từng quen, tại vì cháu của cậu là người dân tộc và gia đình cậu là người miền núi phía Bắc, cho dù là vô trong Tây Nguyên này mấy chục năm rồi nhưng mà người dân tộc thì nó vẫn là dòng máu như thế thôi, kể cả ở nhà thì vẫn nói tiếng dân tộc thôi, còn khi có khách hay là đi ra ngoài á mình mới nói tiếng phổ thông. Dân tộc gì cậu? Dân tộc Tày. À, dân tộc Tày hả? Vậy thì cái truyền thống của dân tộc Tày là vợ đi cưới chồng hay chồng cưới vợ? Chồng đi cưới vợ. Chồng cưới vợ hả? Chồng đi cưới. Thì thôi chút ngược lại là mệt lắm. Em xin hết ạ. Cho hỏi mẹ cái, mẹ thấy dâu tương lai được không? Được rồi. Được, đồng ý không? Đồng ý. Nếu mà con trai đồng ý thì mẹ cưới liền không? Lo cho con. Lo cho con. Rồi. Và một cái chi tiết nữa là anh trai của Hội là cũng là lấy người Kinh làm vợ. Có một cháu trai 2 tuổi rồi. Cảm ơn nhà trai ạ. Em gái gì với ai? Dạ, mà với em gái, em họ. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Chào anh Hội, chào bên nhà trai ạ. Thì hôm nay em cũng tới đây để cho chị bớt run thôi. Chứ thực ra em cũng không biết được là chị, nói chung là chắc là chị cũng đã có sự lựa chọn của mình rồi. Em thấy anh ở bên này cũng được. Thực sự thì phù hợp hay không thì đến khi mà hai người về với nhau á thì lúc đó sẽ tự tạo ra cái sự phù hợp với nhau thôi. Chứ thực ra không có ai sinh ra mà phù hợp từ ngay từ đầu được. Thì em mong nếu như mà anh chị có thể đến được với nhau á thì mong là anh sẽ yêu thương chị em. Em mong là anh chị sẽ có thể có thời gian tìm hiểu nhau thêm. Dạ em xin hết ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn hai họ. Bây giờ mở rào cho họ gặp mặt thôi. Mở rào. Chuyện còn lại là của Hội đó. Bắt đầu đi. Rồi em có món quà gửi anh ạ. Cảm ơn anh gửi em. Tặng quà gì mà bự quá vậy ta? Chào anh. Ừ, chào em. Xin phép là anh sẽ nói về cái món quà ở đây. Món quà thì nó là một cái đồng hồ, là cái mỏ neo. Đấy, thì nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là cái đồng hồ, hy vọng là thời gian sắp tới là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Và cuối cùng sẽ là kết thúc bằng một cái đám cưới viên mãn. Thứ hai á, là cái đồng hồ nó hình mỏ neo như vậy thì là ý nghĩa là giống như kiểu là anh là một người, một giống như là một con thuyền, hay là lênh đênh là em sẽ là một cái mỏ neo để giữ con thuyền đấy lại. Dạ, đấy. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Thì em cũng nói sơ qua về món quà của em, đó là một bình sen đá. Em rất thích sen đá, tại vì sen đá nó nhỏ, nó mỏng manh nhưng mà sức sống của nó rất mãnh liệt. Đúng rồi. Dạ, em cũng hy vọng là em và chồng tương lai của em cũng như thế để trải qua cái cuộc sống khó khăn này. Đúng rồi. Dạ. Nên anh muốn là hỏi em một câu là cảm nhận về em khi nhìn thấy anh là như thế nào? Lần đầu nhìn thấy anh thì em cũng thấy em thấy quen quen, không biết là đã từng gặp hay chưa, nhưng mà thấy dáng người cũng quen và cũng có chút cảm tình. Dạ. Rồi rồi, cảm ơn em. Chắc gặp trong mơ lần nào rồi đó. Em là làm nha sĩ ở dưới này là lâu chưa? Dạ em vô Sài Gòn cũng được gần 4 năm. Là ngày trước thì em có làm ở bệnh viện huyện là 6 năm, sau đó em mới vô Sài Gòn. Ở trên Gia Lai là nhà mình ở huyện nào? Dạ huyện Phú Thiện ạ. Phú Thiện. Dạ. À, dạ rồi, anh rồi. Ở đâu ạ? Thì nhà là ở bên huyện Cư Rút của tỉnh Đắk Nông. Dạ. Mà hiện tại là đang là điều phối dự án ở trên tỉnh Gia Lai. Dạ. Thì huyện Phú Thiện thì cũng là có nằm trong dự án. Dạ. Là anh ở trên thành phố luôn đúng rồi, ở trên thành phố. Dạ. Em có hay đi về nhà ở Phú Thiện không? Dạ em cũng có hay về. Em thường xuyên về đấy ạ. Rồi rồi, nếu vậy thì sau chương trình thì chúng ta sẽ cố gắng tạo cho nhau nhiều cơ hội để gặp nhau. Thì ở trên đó từ thành phố đi xuống dưới đấy là cũng 70 km thôi. Dạ đúng rồi. Thì là anh sẽ thường xuyên xuống đấy để thăm em và gia đình. Trời ơi, quá thuận lợi rồi ha. Bây giờ tính xa hơn chút xíu đi. Khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới? Tiến tới thì mình lập nghiệp ở đâu? Ở Gia Lai, ở Đắk Nông hay là thành phố Hồ Chí Minh? Thử anh xem. Là anh sẽ làm cố định luôn ở Gia Lai hay sao? Thì công việc ở Gia Lai thì là hợp đồng.
Dạ. Và sắp tới thì là anh sẽ làm ở cư rút của tỉnh Đắk Nông. Dạ. Đang đợi quyết định để đi làm. Là anh về luôn Đắk Nông làm luôn ạ? Đúng rồi, về bên đấy. Tại vì dạ. là mới thi đậu viên chức ở bên đấy. Dạ, tại vì em cũng muốn kiếm một người ở cùng Gia Lai với em. Thực ra thì em cũng chỉ làm ở trong đây vài năm nữa thôi. Sau này em cũng sẽ về Gia Lai thôi. Dạ, trước sau gì thì cũng về. Nhưng mà nếu mà em về Gia Lai thì anh lại về Đắk Nông nữa thì nó hơi bị lạ. Đến khi đấy thì mình chuyển công tác về bên đấy cũng được. Cũng dễ mà ha. Dạ. Thì giờ hai bạn đứng lên. Đứng lên. Chàng trai đứng lên. Dạ. Đó, tiến tới nắm tay cô gái. Rồi nhìn nhau đi. Dạ, tay anh hơi ấm. Dạ. Bây giờ hội nắm tay khởi rồi đó. Hội thấy nãy giờ cuộc nói chuyện, hội thấy cảm xúc thế nào? Và hội thấy cô gái đứng trước mặt mình như thế nào? Cháu thấy là bạn nữ là rất là xinh đẹp. Dạ, vượt quá tưởng tượng của cháu ạ. Và giống như là ý nguyện của cháu thì ví dụ như là nếu bạn cho cháu cơ hội thì thời gian nữa hay là sang năm tiến tới kết hôn đều được ạ. Trừ tháng 7 ra thì tất cả là các ngày còn lại đều là ngày đẹp ạ. Dạ. Rồi Khởi thấy thế nào Khởi? Dạ, thì khi mà đăng ký chương trình á thì em cũng có hơi phân vân là không biết có nên đăng ký không, nhưng mà do bạn bè chị em trong cùng chỗ làm cứ kêu đăng ký đi chị. Thực sự thì khi mà vô Sài Gòn thì thời gian chỉ có đi làm và đi học thì em cũng không có thời gian để quen biết, nhưng mà hy vọng là qua buổi chương trình ngày hôm nay thì em có thể gặp được một người cùng chí hướng, cùng nhau chia sẻ để có thể tiến xa hơn nữa. Dễ thương quá. Giờ mình hát tặng bạn gái một bài đi. Để giảm bớt cái không khí là căng thẳng và tạo tiếng cười cho buổi ghi hình hôm nay thì là cháu xin phép là gửi đến là tất cả mọi người là một đoạn trong bài hát là Bức Thư Tình Đầu Tiên của nhạc sĩ Đỗ Bảo ạ. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng? Anh nhớ em, anh nhớ em. Miên man bên trang thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Vấn đề còn lại ở Khởi. Dạ. Chúng ta sẽ xem cô ấy như thế nào. Trả lời bằng nút bấm. Nãy giờ mình có thể vui, có thể nói rất là nhiều chuyện, nhưng đã đến lúc chúng ta phải lắng lòng mình lại, thật nghiêm túc với trái tim của mình, thật nghiêm túc với suy nghĩ của mình, thật nghiêm túc với quyết định của mình. Và khi bấm nút, chúng ta phải thật sự rung động và có trách nhiệm với nó nhé. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Khởi không bấm. Dạ. Lý do tại sao em? Tại em... Nào đứng lên đây. Dạ. Dạ trước giờ thì em cũng đã có nhiều người tìm hiểu. Thì em cũng có một cái ý định là muốn kiếm người con trai ở Gia Lai và làm việc ở Gia Lai. Thì nó sẽ gần nhà em hơn. Tại vì mẹ em cũng lớn tuổi rồi, em cũng muốn gần mẹ. Chứ nếu mà em đi lấy chồng xa thì em không nỡ. Nên là em chỉ muốn là gần nhà địa lý. Tại vì em cũng chia tay với người trước cũng là do khoảng cách địa lý á. Thoáng nhìn vào mắt của Khởi thôi, Quỳnh Linh biết rằng Khởi sẽ không bấm. Và chúng tôi để quyết định đó cho chính trái tim của bạn. Thật ra thì quyết định đó không sai, nhưng mà Linh nghĩ rằng là Khởi cũng hơi khắt khe về chuyện đó quá. Dạ. Các bạn rất là đẹp luôn, nhưng mà rất tiếc khi nút bấm của Khởi lại không bấm. Hội thấy thế nào? Cháu thấy là hơi buồn một chút. Dạ. Chú cũng buồn nữa. Thật ra là chú rất là quý cái nụ cười của hai đứa. Đúng rồi. Rất là thương nụ cười hai đứa, rất hợp nhau đấy.
chú nghĩ rằng là vẫn còn cơ hội đó Hồi. Dạ. Cố lên nhé, quan trọng là con có muốn hay không thôi. Nha. Dạ vâng. Rồi. Chào cô Hồng Vân, chào bạn nữ kế bên. Con tên là Huỳnh Trần Trấn Thông, năm nay con 24 tuổi, thì quê con ở Bạc Liêu, sinh sống và làm việc tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Con làm gì Trấn Thông? Con đang làm chuyên viên kinh doanh bất động sản ạ. Rồi, bà con, mình giới thiệu đi con. Dạ, con chào cô Hồng Vân ạ. Chào chú Huyền Quyền Linh, anh bên cạnh và tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại chương trình hôm nay ạ. Con tên là Lê Thị Trang, con 24 tuổi, con đang là dược sĩ tại hệ thống nhà thuốc Pharma City ạ, ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Con đang sống ở quận 9. Quê con thì ở An Giang. Con lớn lên ở Đồng Nai. Trời, ở tùm lum hết trơn. Nó ở tùm lum hết trơn á. Quê thì An ở Giang, An Giang. Sinh thì ở Đồng Nai mà là... đang sống ở ở quận 9 nhưng mà làm việc ở bán quận Thủ Đức. Đức. Thành phố nghe, bây giờ là thành phố Thủ Đức rồi. Điểm mạnh điểm yếu của con là gì con gái? Dạ, điểm mạnh của con là con vui khỏe, hòa đồng. Với lại con có trí nhớ cũng tương đối tốt. Bán thuốc mà không nhớ, bán bậy mà. Bắn lộn chắc chết. Với lại con thích tham gia các hoạt động xã hội. Có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu con là con cầu toàn, với lại hay vụng về xíu nên dẫn đến là hơi chậm chạp. Vậy á. Với lại con cũng ít tài lẻ. Ít tài lẻ thôi. Được rồi, con bán thuốc rồi con. Một tài thôi. Tài lẻ chi đó, nhiều quá mệt lắm. Thôi con trai. Dạ thì con có những cái điểm mạnh là như là con rất là vui vẻ và hài hước. Thì ngoài ra thì con còn biết nấu ăn. Dạ thì và có thêm một chút văn nghệ trong đó nữa. Bán bất động sản mà nói hay người ta mới mua nhiều đúng không? Dạ đúng rồi chú. Đôi khi phải hát này kia ha. Dạ. Thì về nhược điểm của con đó, thì con là một người nóng tính. Và cái thứ hai của con là khi mà con bị căng thẳng hay hồi hộp á thì con sẽ bị run và bị đổ mồ hôi. Dạ, còn cái thứ ba là con là một người bị dễ bị biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài á chú. Là khi mà con thích cái gì đó hoặc là con ghét cái gì đó, người ta nhìn của con là người ta biết ngay. Đó là một điểm yếu của con. Chú Linh cũng vậy đó, chú Linh cũng vậy đó con. Cái đó không phải điểm yếu đâu. Không thích cái gì là cái mặt đồ ồ đóng. Không tới mức đó chú. Đủ tới mức đó luôn hả con? Cái đó là trực tính mà ha, đâu có phải là đâu có phải là điểm yếu đâu. Dạ. Thôi, con có mấy mối tình rồi? Dạ thì con cũng đã trải qua hai mối tình. Thì cái mối mà gần đây nhất thì con chia tay được hơn một năm rồi. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ cũng hơn một năm. Hơn năm luôn. Dạ. Lý do tại sao chia tay? Dạ thì tại vì con với bạn đó thì có những cái điều mà chưa có chung tiếng nói được đó chú. Rồi thêm vấn đề tôn giáo. Dạ. Rồi, mời nhà con, gái. Con mấy mối tình rồi con? Dạ con chỉ có mối tình đơn phương năm lớp 12. Không có nói ra, ngoài ra không có mối tình nào hết. À vậy đó hả? Đơn phương con chưa nói ra luôn. Dạ. Trẻ quá mà giờ... mới 24 tuổi mà. Ừ. Người đó không bao giờ biết là con yêu người đó luôn á. Dạ. Ừ. Bữa nay con nói hả con? Tại vì con nghĩ là chắc Uber thôi kiểu. Nhưng mà người đó là trong trường với con hay là một văn nghệ sĩ nào đó hay là một cầu thủ bóng đá nào đó? Dạ học chung trường thôi ạ. À vậy hả? Ừ thôi bỏ đi ha. Rồi giờ mình tới cái trước mắt của mình đây nè. Giờ con mong muốn là cái không con tưởng tượng cái bạn bên rào á là có giống như là trong cái hình dung của con không? Và hình dung của con như thế nào? Nhưng con người đó cao khoảng 1m67. Cao 1m67 rồi. Cao hơn. Được. Rồi. Gì nữa? Gì nữa nè. Không có bụng bự. Không có bụng bự. Ừ, để đi cô qua cô nói nghe. Con người cái bụng bự thôi. Cao 1m67 nè. Được. Dạ con chào cô. Ngon ngon. Không có bụng bự. Yên tâm, bụng bự là người kế bên thôi. Dạ. Nha, về phía tay mặt nha con nha. Đàn ông bụng bự thì sang. Bà bụng bự cũng sang như thường. Không sao cả. Rồi sao nữa nè, sao nữa nè? Cho con hỏi anh đó có hay nhăn mặt không cô? Con không thích người nhăn mặt. À vậy hả? Không á, mặt này nhăn chắc cũng không có nhăn nổi đâu. Có con thích hút thuốc, không thích hút thuốc. Con hút thuốc không? Dạ dạ không cô. Không. Dạ. Con tưởng tượng đi, con muốn như nét như với lại mắt hiền, mắt hiền với hơi to xíu. Mắt hiền và hơi to xíu rồi quay nhìn cô coi nè. Trời ơi mắt hiền quá. Ôi mắt như con chim bồ câu vậy đó. Được không nè?
Dạ được rồi. Con thích giống ai? Dạ con thích giống như ca sĩ Đăng Trường. Đăng Trường. Được, dạ. Để cô coi, mốt để tóc hai mái nha. Dạ, dạ. Con để tóc hai mái là ra Đăng Trường liền luôn. Con đây nha. Giống giống Đăng Trường, nó đang ngồi á. Giống đang ngồi. À, con tưởng tượng bạn bên đây giống cái tưởng tượng của con không? Con nghĩ là cái bạn bên đây nè, giống cái tưởng tượng mà con nêu ra nãy giờ không? Sao nghĩ được, nó đâu có cảm. Chưa chắc... có thấy gì sao nghĩ được. Tưởng tượng mà, tôi đang suy nghĩ dạ, mà. Chắc khoảng 60%. 60% hả? Con nghĩ vậy. Nước da làm sao nè? Nước da, da thì ngâm hoặc trắng đều được. Nói chung là con cũng nói chung không đen quá là được rồi. Được rồi. Dạ. Còn đàn trai con muốn đàn gái như thế nào? Mong muốn á. Dạ, về bạn nữ thì đầu tiên là về ngoại hình thì bạn ấy cao trên 1m50 là được. Rồi. Dạ, thì nhỏ nhỏ người. Tóc ngang vai. Dạ, thì ưa nhìn là được rồi chút. Có giống ai không? Dạ không, con không có một cái hình mẫu nào nhất định hết. Rồi. Còn về tính cách của bạn nữ á, thì con mong muốn là bạn nữ con sẽ là một người mà điềm tĩnh một chút và biết chăm sóc cho bản thân của mình. Và một điều nữa đó là bạn ấy con quên mất rồi. Quên. Bạn này không những điềm tĩnh mà rất là bình tĩnh để bán thuốc. Không chỉ có chăm sóc sức khỏe cho cô ấy mà còn chăm sóc sức khỏe cho nhiều người khác. Dạ vậy rồi, quá quá rồi, quá tuyệt vời, quá ngon rồi. Bên nhà gái tôi là kèo trên luôn rồi đó. Thử tôi cho tôi xem bạn gái. Dạ chú. Trời ơi, trẻ trung sôi động, xinh, cười tươi ha. Mặt rất tươi. Tại vì nó ghét này mặt mà ai đứng lắm. Đau bụng mà tôi bán gì thuốc đó, bụng nhìn thấy cười mình cười luôn, quên đau bụng luôn. Đại khái vậy đó ha. Thôi con xin á, được rồi. Con thích điều gì đàn ông nè? Dạ con không thích gia trưởng. Với lại nóng tính thì vừa vừa thôi, đừng có nóng quá. Bây giờ nóng á, nóng tính á. Nóng quá, nóng vừa vừa là sao? Nhưng mà ý là nóng đúng chuyện thôi. Chứ ý cái gì cũng nóng hết thì không được. Không có nhậu nhẹt cờ bạc nhiều. Có cờ bạc nhậu nhẹt ít được đúng không? Cái quan trọng là không hút thuốc là được ạ. Được không? Dạ dạ được chú. Được rồi dạ. Được rồi. Vậy mình hỏi ý kiến người thân đúng đi. Rồi. Con đi với ai vậy? Dạ con đi với ba mẹ con. Rồi dạ, chào nhà gái. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh. Anh ngồi đi anh. Dạ. À, hôm nay đi cùng con gái là Trang. Dạ. Tôi là ba đó. Dạ. Thì cũng có một cái cũng nhờ có cái sự chương trình mình để mà kết nối cho yeah. cái tình yêu của đứa trẻ bây giờ đó thì cũng rất là cảm ơn chương trình. Con gái thì nó rất là cũng ngây thơ và về nói về tình yêu thì nó cũng chưa có trải nghiệm cái gì hết. Hôm nay nó cũng lên đây để mà nó tìm người bạn để cho nó được vững lòng, là cũng thấy được cái chương trình này đã nhiều cái cặp đôi rất là tuyệt vời. Giờ ba cũng đang thấy con rể tương lai của mình, đúng. Thấy cậu đây được không? Có đường gì không? Trước mắt thì nhìn thấy cũng ok đó, nhưng mà sau này thì mình không biết sao. Thì cũng hy vọng là hai cháu nó tìm hiểu nhau nhiều hơn để mà nó được gần gũi nhau thì càng tốt. Bây giờ gia đình Trang là ở đâu, Đồng Nai hay là? Bây giờ hiện giờ thì mình đang sống ở Đồng Nai và làm ăn ở đó, buôn bán ở đó. Còn An Giang còn ai với? Còn An Giang thì cái quê nhà thôi. Mình lên đây mình sống để mình làm ăn. Thì tưởng đâu ở An Giang rồi Đồng Nai cũng lúm hết trơn chứ. Rồi con gái thì nó đi về thì đây nó bán thuốc ở đây. Cho nên là nhưng mà cháu nó ở quận 9 mà chứ nó đâu rồi. Có đi về đi lên đúng xuống, rồi đúng rồi nó ở tại chỗ nhà. Trên đây luôn quận 9 về Đồng Nai cũng đâu có xa đâu đâu có xa đâu nhưng mà ở khoảng trăm mấy cây số rồi. Ủa con bán nào huyện nào con Tân Phú Tân Phú đi đường Đà Lạt đó đúng rồi chỗ mà hay kẹt xe đó đúng rồi. Ủa con bán thuốc ở chỗ nào vậy? Vậy con bán thuốc ở quận Thủ Đức, Hồ Văn Tư, đường Hồ Văn Tư Thủ Đức. Hồ Tư gần Hồ Văn Năm á. Gần nhà tôi không biết nữa. Không gần đâu. Con đi với ai? Dạ con đi với cha mẹ con. Cũng với cha mẹ luôn. Rồi mời nhà trai. Chào nhà trai, xin mời đại diện nhà trai ạ. Dạ xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Vân. Dạ xin chào quý vị khán giả trong trường quay bữa nay. Tôi tên là Diệu Hương,
là mẹ của Trắng Thông. Bữa nay cũng có cơ hội lên đây để gặp Quyền Linh và Hồng Vân, tôi hâm mộ lắm. Dạ, cảm ơn. Bởi vậy mới lên đây gặp. Mà bây giờ thì thấy cháu gái bên đây thấy cũng được. Bây giờ cho hai đứa cơ hội bấm nút đi rồi tìm hiểu nhau, nếu mà được thì mình tiến tới xa hơn nữa. Dạ. Dạ. Thì cả cảm ơn đâu? Chương trình. Nhà mình ở đâu vậy cô? Nhà ở Bạc Liêu á. Từ Bạc Liêu lên đây luôn hả? Dạ. Wow. Trời đất ơi. Trời ơi. Bạc Liêu ở huyện nào? Bạc Liêu ở ngay phường 8. Ngay Bạc Liêu luôn. Gần đài truyền hình luôn đó. Sát đài truyền hình. Cũng không có bỏ công anh chị lên đây. Đúng là rồi. Tại vì bữa nay là cũng có gia đình bên đàn gái, cả cha mẹ đi đến hỗ trợ tinh thần cho con. Thành ra là chị thấy bên đây là chị thấy yên tâm chưa? Dạ. Bây giờ đàn trai đứng lên gặp đàn gái cái. Đúng rồi. Đó. Trò chuyện cái đi. Đó, Bạc Liêu với lại Đồng Nai à. Đó. Rồi anh Xui nói vài câu gì với Xui tương lai đi. Anh Xui. Cầm cái video hai cái bên cầm video mình hai ông Xui nói chuyện nhau vài câu đi. Đàn trai mình cầm video. Đây đây bên đây mình có luôn. Bây giờ hôm nay chương trình này á là mình cũng rất mừng có cái duyên. Nhưng mà cái nợ tôi nó chưa biết ra sao. Dạ. Bây giờ mình bổn phận làm cha mẹ, bây giờ chỉ kết nối cho hai đứa thôi. Dạ. Dạ, hai đứa nó có duyên thì nó gặp nhau. Thì mình nếu mà có duyên thì mình tiến tới xa hơn. Dạ thôi. Đây thì tụi em thì cũng vậy. Cũng mong muốn cho con mình nó có đôi có bạn, có một cái tình yêu mà nó vừa ý nhất. Cũng mong muốn điều đó nó sẽ đến với hai con của mình. Hai bà Xui có gợi gắm gì con của mình với nhau không? Hai bà Xui mặt căng thẳng quá. Có gợi gắm gì nói câu hai câu cho nó vui gì đó. Dạ. Hôm nay em đến đây em chào anh Quyền Linh và chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ. Cũng vì con đó cho nên em cũng mong là cầu chúc cho con mình nó gặp được một điều người vừa ý và ưng ý của nó. Dạ. Tôi thì cũng thích cái chương trình này có ý nghĩa lắm. Tôi mới mà nói với con là thôi con ơi, mình đi ghi cho mà chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đi. Mà đến đây thì thấy hai bên này thấy cũng hơi thích trong người. Thì giờ mong muốn cho hai đứa nếu mà có duyên thì tiến tới nữa. Chứ giờ mình cũng đâu có quyết định được. Dạ. Do hai đứa con thôi. Rồi, hai đứa bắt tay cho cái nè. Rồi, khỏe luôn. Khỏe. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn hai gia đình Xui tương lai ha. Biết đâu được. Mấy nhỏ đồng ý mình gọi là ngày xưa thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Giờ con nó chỉ đâu cha mẹ ngồi đó. Áo mặc sau qua khỏi đầu. Giờ nó mặc áo mưa trồng qua khỏi đầu luôn. Ha. Bây giờ hai bên cha mẹ đã gặp nhau rồi đó. Rồi hai nhỏ coi nhau đi, rồi cái bàn tính nó được cái sẵn cha mẹ đây tính luôn nha. Rồi mở rào. Đó, em mở ra đi con. Cái này là nến thơm. Thì ý nghĩa của nó là anh hy vọng ngọn nến này sẽ thắp lên cái tình yêu của tụi mình trong tương lai. Thơm tho ngọt ngào hả con? Dạ đúng rồi con. Còn cái này là em tặng anh là thuốc để trị Covid. Em nói giỡn. Cái này khó rồi hả? Cái này là dạ chưa. Chưa sao thuốc tặng cuối con. Dạ cái này nó là trong quá trình có thể trị được. Đây là xê sủi ạ. Nó sẽ giúp mình tăng sức đề kháng. Trời ơi là và có thể phòng được Covid. Còn thuốc trị Covid thì sẽ có thôi trong tương lai ạ. Vậy thì được nha con. Chứ nhiều loại COVID. Anh có bị dưỡng thuốc gì không? Không anh bình thường. Con giới thiệu đi cho người ta đi, ta đến người ta mua. Ví dụ cái này là viên gì? Sủi đâu dạ, có cái này là Quick Energy Vitamin C. Cái này là sản xuất của thị sĩ.
104.000 một tiếp. 104.000. Biết giá. Bán, còn cái này nữa, cái này là gì? Dạ, cái này là thuốc nhỏ mắt ạ. Thuốc nhỏ mắt này là của Nhật. Đây là nó rất là thích hợp khi mà anh cảm thấy ngứa mắt hay mỏi mắt. Nó sẽ giúp anh đỡ mỏi mắt sau những ngày giờ làm việc căng thẳng ạ. Có sợ có vợ là dược sĩ sướng ghê luôn á. Gái con chịu chứng gì là mình chỉ cần điện thoại mình hỏi thăm dược thôi. Dược sĩ nè gái, con có thuốc bớt nóng không? Thuốc bớt nóng gì vậy chơi thông? Dạ. Đứng kế bên nó hỏi em có thuốc bớt nóng không? Dạ không, cái đó con từ từ con kìm lại được, không cần thuốc đâu chú. Có không? Dạ. Dạ có, cái đó chắc con xử được. Con thử nha. Rồi dược sĩ mà tìm cái thuốc bớt nóng cho nó nha. Dạ rồi. Con là thuốc luôn á. Dạ. Con bỏ đây nè. Đây. Hai đứa về ghế ngồi nói chuyện đi đó. À, chào em. Dạ. Em thấy anh như thế nào? Anh có giống Đăng Trường. Dạ. Dạ. Em thấy anh giống Đăng Trường. Thấy anh giống Đăng Trường không? Dạ, khoảng 80%. Con có tấm hình tóc hai mái nữa là nhìn y chang luôn. Đâu hát bài giống Đăng Trường không? Đăng Trường. Dạ, Đăng Trường thì xin hát, con xin hát bài nếu. Hát cho Trang nghe, cô giống Đăng Trường không kìa. Đang suy nghĩ bài nào của Lâm Trường. Bài em bài... về kéo trời mưa đi. Hát con kia kìa. Đứng nếu... lên kế bạn gái hát, có cảm nhận có giống Đăng Trường không? Dạ. Nếu chiều nay không có em, ai sẽ đưa anh về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi? Hay nói một lời, có phải em giận anh? Có phải em giận anh? Dạ, một đoạn thôi chú. Một câu hát một đoạn. Nói bên kia kìa, đừng có nói chú nữa. Hỏi coi sao coi. Dạ, em thấy anh hát thì sao? Dạ, anh hát được. Con hát lại đi con. Em sẽ hát đoạn trong bài Ánh Nắng Của Anh. Anh cũng thuộc bài đó đó. Hai đứa hát chung. Anh hát đoạn đầu đi. Ok. Hai đứa nhìn nhau hát được nhìn đâu chứ. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, nắm tay. Chờ một ai đó đến bên anh, lắng nghe hết tâm tư này. Nắm hai tay. Em là tia. Là tia nắng ấm lại bên là em, cho về đi bao hồi đêm. Nắm tay nó quên luôn. Xóa đi bao. Anh hát tiếp đi, em hát điệp khúc cho. Vô điệp khúc luôn em, vô điệp khúc luôn. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời em muốn nói. Vì anh luôn đẹp nhất khi anh cười, vì anh luôn là tia nắng trong em, không xa rời. Rồi. Hai đứa về bữa nào giận nhau đứng hát vậy hết giận rồi. Đó. Sau một phút giao lưu về âm nhạc, về giới thiệu về mình, các bạn cảm nhận về nhau thế nào, nhìn nhau đi. Anh thấy em okay, cũng được, thì nếu mà không rung thì hát chắc sẽ hay hơn nhiều. Dạ. Anh tế nhị ghê. Em hát lạc quá, không có tông nào vô tông nào. Nhưng mà bằng cả trái tim. Dạ, đúng không? Bằng cả trái tim con cảm nhận được đúng không? Dạ. Tại vì người ta chỉ thuộc cái điệp khúc thôi. Dạ. Mà cái điệp khúc đó cái lời nó ý nghĩa vô cùng, con thấy chưa? Dạ, thì cái phần trước là con bè vào vô, con nâng lên cũng được. Sẽ luôn phần kề bên anh đó. Dạ. Rồi. Thì quan điểm tình yêu của em là như thế nào? Quan điểm tình yêu của em đó là phải chân thành và chung thủy. Ý là trong tình yêu là không thể thiếu được. Nếu mà một trong hai không thiếu là chắc chắn là không có đi đến cuối cùng được.
Còn anh? Còn với anh thì trong tình yêu thì anh cần nhất là sự xứng đáng. Mình phải chứng minh mình xứng đáng với cái tình cảm đó. Thì bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện tình cảm luôn, thì nếu mà mình chứng minh được là mình xứng đáng với cái điều đó thì cái tình yêu đó mình mới đón nhận nó một cách nồng cháy lên được. Ý là mình yêu bao nhiêu là mình phải thể hiện mấy nhiêu hả? Hay sao? Không, không. Ý anh là ví dụ ý như... Ý nói rõ hơn đi, chú cũng chưa hiểu đó. Nói rõ hơn đi. Con... Làm sao? Ví dụ như con muốn yêu em ấy thì con phải chứng minh là con xứng đáng với em ấy. Với tình yêu của em ấy. Dạ, thì con... Đó là cái tiêu đó. Chí của con đúng không? Dạ, thể hiện luôn á. Ông có nghĩa là bạn sẽ không phải là một người tay trắng đi đến tình yêu, là bạn phải có sự nghiệp nè, bạn phải có những cái gì mà để mang lại hạnh phúc cho cái người mình yêu thì bạn mới hài lòng với bản thân đúng không? Dạ. Đó. Cái đó cũng hay á Linh. Rồi còn thì... quan điểm bạn gái thế nào về tình yêu? Nói cho bạn trai nghe đi. Bạn. Tức là chúng ta phải làm gì để giữ tình yêu đó? Con nghĩ là tình yêu thì quan trọng là mình quan tâm với nhau, với lại chia sẻ với nhau thì sẽ và kiểu là không tôn trọng nhau nữa, luôn tôn trọng nhau thì nó sẽ mới giữ được tình cảm lâu dài được. Cái điều này là điều chắc chắn. Hẹn hò sao nè? Dạ thì nhà anh ở quận 2 thì cũng hay ra quận 9 thường lắm. Tại không có đâu, hai đứa chung quận rồi đó. Ủa phải không? Quận Thủ Đức. À, con thành phố Thủ Đức. Thành phố Đức. À. Đừng có quận ở đây, hết quận rồi. Thành phố Thủ Đức là sao? Là giờ quận 2, quận 9 là 1 hả? Ủa giờ dân mới biết hả? Dạ. Vâng, chỉ biết là thành phố Thủ Đức thôi. Thành phố Thủ Đức là quận 9, quận 2 luôn. Em thì ở ngay ngã tư Thủ Đức. Ở quận 9 nhưng mà ở ngay ngã tư Thủ Đức. À cái đường đó anh đi qua thường xuyên luôn á. Nhưng một tuần cũng là đi giờ qua hai đứa nào chung một thành phố đó. Ồ, dạ. Trời ơi. Không còn quận nào nữa chứ á. Trời ơi, vậy là quá là hợp lý rồi con. Dạ, thì tại vì con hay đi trực ở dưới quận 9. Trực dự án ở dưới đó thì nên một tuần nói cũng... Nói đi, anh hay đi ngang em vậy, có bữa nào em ghé gì đó, nói đi. Để hôm nào anh sẽ em... ghé mua thuốc thường xuyên hả? Đó là mua chai uống. Chứ không hả? Thì đó thì giờ phải... Bệnh tâm đi mua chứ. Mua thuốc bổ cũng được. Ghé mua chai nước suối cũng được đi. Con. Dạ thì anh sẽ kiểu như ghé thường xuyên để mua khẩu trang nè, kẹo xin gum. Một ngày anh mua cứ ghé đó mua hai cái khẩu trang. Dạ. Đó anh xài lúc đi lúc về. Có loại bán lẻ nè. Bán hộp không với ai đâu. Thì... Ủa anh ở quận 2 là anh ở trọ hay sao? Đúng, thì hiện tại đang ở một mình. Anh đang ở một mình. Thì đi làm công ty ở gần đó nên ở gần cho nó tiện. Nói chung là giờ giấc của em thì em làm theo ca. Làm theo ca, có ca đến 11 rưỡi mới về. Thường thì nói chung là em cũng sắp xếp được công việc. Nếu mà cần thì em sẽ nhờ người làm giùm, người tăng ca giùm. Còn anh thì làm theo giờ hành chính. Thì buổi tối thì được nghỉ hôm Chủ nhật á, buổi tối thì khá rảnh tất cả các buổi tối. Thì nếu hôm buổi tối nào em rảnh á, thì anh có thể ra ngoài đó đón em đi đâu đó cũng được. Hoặc là mình... Đón em đi làm về. Đón em đi làm về. Dạ. Dạ. Rồi, tương lai... Nếu mà mình tiến xa hơn á, là mình ở đâu hai đứa tính coi. Tính là bao lâu thì lấy lập gia đình bao lâu nè. Mình kết hôn nè. Mới hai đứa 24 tuổi đó. Thì tính là mấy năm. Đó quan điểm mỗi đứa đó. Em thấy bao nhiêu tuổi thì mình cưới sẽ hợp lý. Em nghĩ là ít nhất cũng 26 tuổi. Ít nhất là 26 tuổi. Dạ đúng rồi. Vậy là có 2 năm để con chuẩn bị thêm. Tại vì em vẫn chưa, nói chung là chưa đi học lên nữa. Nên cũng có nhiều, em cũng mới có làm ở đó được 5 tháng thôi. Lúc trước em làm chỗ khác. Nên em cũng chưa muốn cưới sớm. Thì có nhiều thời gian để mình chuẩn bị hơn cũng tốt. Dạ. Yeah. Chu đáo hơn, chuẩn bị chu đáo hơn, chỉnh chu hơn. Rồi nếu mà em về Bạc Liêu thì em có đồng ý không? Về Bạc Liêu Bạc Liêu, giấc mơ tình yêu. Ủa, ý là gia đình anh là con thứ mấy? Con một hả? Nhà anh có hai chị em. Hai chị em. Ừ. Là con trai độc nhất đó ha.
Yeah. Đúng không chị, con lấy vợ chưa? Ôi lấy chồng chưa? Dạ chị con ha. Dạ có rồi ạ. Có. Nhưng... rồi là bây giờ là mình ơn con. Dạ. Vậy là về. Bây giờ nói về đi. Bây giờ nói ví dụ dạ, vậy là con có em có phải làm dâu không hay dạ. Như nào con phải nói cho em nghe. Thì nếu mà về Bạc Liêu thì em có chịu về Bạc Liêu làm dâu không? Dạ nói chung là em thì cũng dễ nhưng mà có điều em hơi bụng bề xíu. Không biết đâu. Con gái con cứ nói quan điểm của con là ví dụ giờ mình làm ở thành phố được tương lai đang như vậy thì là ý con sao, con có muốn về dưới quê không hay là con ở trên thành phố thì con phải nói cho anh nghe hiểu không? Ở dưới quê thì em có thể về được nhưng mà có thể không làm dâu được không? Vậy về quê làm gì? Trời ơi, làm dâu thì mới về quê, còn không thì là sinh ở thành phố lập nghiệp chứ mắc gì? Dạ, nói chung là con có ba mẹ ngồi dưới kìa, nói quan điểm của mình đi, ba mẹ nghe, ba mẹ thông cảm. Dạ, con có thể đi về quê được. Thì thiệt ra là anh ở đâu cũng được hết đó. Thích, con thích Sài Gòn hơn. Con muốn ở trên đây lập nghiệp trên đây rồi sau đó bạn gái anh muốn ở Sài Gòn nhiều hơn là về quê. Dạ em cũng vậy. Thật ra thì á em thì sống ở đâu cũng được nên nhưng mà cái chuyện làm dâu thì em sợ không làm được thôi. Thật ra cái này nè ai cũng nghĩ rằng sẽ về quê này kia nhưng mà nếu ở đâu phát triển á, nếu mà sau này tụi con phát triển tốt á thì ba mẹ cũng cho về quê đâu. Nếu ta lập nghiệp ở đây mà có tiền có bạc á, có kinh tế phát triển á, thì ba mẹ cũng cho về quê, biết đâu á là những người thành đạt ngày xưa cũng nghĩ về quê nhưng bên đây ta kiếm tiền được, cái ta mua nhà mua cửa cái đó ba mẹ lên ở chung hoặc ba mẹ ở dưới có để cho miếng đất này cũng về ở, nó lâu về lần chứ không phải là ở luôn đâu. Mà làm dâu giờ rất tốt nha con nhá, làm dâu có ba mẹ giữ mấy đứa nhỏ. Mẹ anh dễ lắm. Mẹ dễ dâu rồi cái ở nhà xin nhiêu để ông bà hết mình đi làm sướng không phải lo chứ. Thậm chí làm dâu giờ ba mẹ chồng phải nấu cơm nấu nước cho con dâu nè, rồi á là cha phải cho lo tiền điện tiền nước này kia, làm dâu khỏe re con ơi, không phải như ngày xưa đâu. Không biết đâu. Mà làm dâu giờ rất tốt nha con nhá, làm dâu có ba mẹ giữ mấy đứa nhỏ. Mẹ anh dễ lắm. Thậm chí làm dâu giờ ba mẹ chồng phải nấu cơm nấu nước cho con dâu nè, làm dâu khỏe re con ơi, không phải như ngày xưa đâu. Trời ông Linh ông nói gì tôi ham ghê luôn á, thiệt tôi gả con trai tôi qua bên gia đình ổng lo hết luôn á. Vâng có thằng trai chưa có vợ, trời ơi tin ấy. Tôi thương con rể lắm á nha, đừng có lo, tôi lo hết à. Thành ra đừng có sợ con, nói chuyện về quê vậy thôi chứ quê gì, ở thành phố Bạc Liêu mà quê gì. Mẹ em nghĩ nghề của anh thì chắc là thích hợp ở thành phố hơn đúng không? Đúng rồi, thì ở đây nó phát triển nó dễ hơn. Đừng có nghĩ xa quá, sau này tùy cơ ứng biến thôi. Quan trọng là tụi con có yêu thương nhau hay không thôi. Điều đó mới là quan trọng nhất. Em trai bước tới, nắm hai tay em gái, nhìn thẳng vô mắt em ấy và có 30 giây nói tất cả những gì mà mình suy nghĩ về bạn gái đối diện. Và bạn gái cũng vậy nha, suy nghĩ đi. Lúc này là lúc ta phải nói thật với nhau nè, nhìn thẳng vào mắt nhau. Thật ra thì nếu được thì tụi mình cũng cho nhau một cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau. Nếu mà tiến xa hơn được nữa thì tốt hơn. Tim anh nãy giờ nó kêu là bấm nút đi. Em thấy anh đúng như người mẫu người của em. Em nghĩ là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội. Trái tim con nó có biểu giống như trái tim của anh không? Dạ cũng. Bấm nút đi á. Dạ có. Rồi vậy thôi về bấm thôi. Còn chờ đợi gì nữa, về bấm thôi con. Chị ấy ngồi. Hãy để tay mình nút bấm phía sau lưng á. Rồi bây giờ khỏi cần phân tích gì nữa, giờ đếm luôn nè. Bấm là bấm nè nha. 1, 2, 3. Hết thời gian. Cạch cạch luôn á. Chúc mừng hai đứa. Cạch luôn. Để tay nắm tay vào đi đó, chính thức mình hẹn hò với nhau rồi.